Mùa hè này, một trải nghiệm vô cùng mới mẻ sẽ được Sun Group mang đến cho du khách đến với Fancy Bang Ligen. Sau thành công của Vũ hội Ánh Dương tại Banda Hills, đạo diễn Phạm Hoàng Nam, giám đốc nghệ thuật của tập đoàn Sun Group tiếp tục mang đến cho khán giả show nghệ thuật, vũ điệu trên mây, quy mô và độc đáo chưa từng có, được lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống Tây Bắc và không gian thiền định trên đỉnh thiêng Fancy Bang. Vũ điệu trên mây sẽ chính thức ra mắt khán giả tại sảnh Sơn Mây Ga, đến Cáp Treo hoặc tại sảnh Bảo An Thiền Tự Ga Đi, khu du lịch Sun World Fancy Bang Legend từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 13 tháng 10, 2019, liên tục trong 3 tháng. Với sự kết hợp của tinh hoa chốn Tây Bắc và chốn tâm linh nhiệm màu, nơi quần thể kiến trúc tâm linh trên đỉnh Fancy Bang, vũ điệu trên mây đưa người xem vào một hành trình khám phá Tây Bắc, Sapa và đặc biệt là nóc nhà Đông Dương theo một cách vô cùng thú vị, huyền diệu. Riêng với cái vũ điệu trên mây lần này á, thì nó là chắt chiu những cái tinh túy của văn hóa dân gian Tây Bắc nói chung và những cái vũ điệu của Tây Bắc nói riêng. Và lần này thì vì là chắt chiu tinh túy đó cho nên nó sẽ là một sự tổng hợp và hòa quyện của các cái điệu vũ quen thuộc nổi tiếng, cộng đồng thời những sáng tạo mới của ekip, để làm sao cho chúng ta nhìn thấy được hết những cái nét văn hóa đấy ở trong một cái điệu múa tổng thể chung, chứ không phân biệt những cái vùng miền hoặc dân tộc khác nhau. Đưa du khách ngược dòng lịch sử, vũ điệu trên mây kể về một lễ hội Tây Bắc đã có từ 70 năm trước bắt đầu, tìm lại những truyền thuyết, huyền thoại xưa cũ, đời sống Tây Bắc cùng với những con người dân tộc vùng cao thật thà, chất phác, yêu lao động, để rồi sau đó trở lại thực tại, bước tiếp cuộc hành hương vào cõi tâm linh thiền định giữa mây ngàn Hoàng Liên Sơn. Những vũ điệu múa được dàn dựng công phu trên nền trang phục Phật giáo cách điệu, kết hợp cùng âm nhạc giàu chất thiền từ sáo trúc, tiếng chuông và hiệu ứng khói kỳ ảo tỏa ra từ các tháp chuông trên đỉnh khu vực Fancy Bang, mang đến sự an lạc, thanh yên nơi đất trời giao hòa của cõi Phật, cảnh tiên trên đỉnh cao Tây Bắc. Vũ điệu này thì nó kết hợp cái sự hài hòa giữa văn hóa vùng cao của Tây Bắc kết hợp với lại tâm linh, và có thể là được tổ chức thường xuyên tại khu vực Cáp Treo, dự kiến là tổ chức liền 3 tháng và biểu diễn 2 lần một ngày. Nó sẽ là một cái sản phẩm du lịch mới của công ty du lịch Cáp Treo Sapa, và tôi hy vọng đây sẽ là thu hút khách du lịch đến Lào Cai nhiều hơn. Bên cạnh những đồi hoa rực rỡ, khung cảnh đẹp ngoạn mục khi chiêm ngưỡng từ Cáp Treo Fancy Bang, không gian quần thể kiến trúc tâm linh thanh tịnh trên đỉnh Đông Dương, vũ điệu trên mây với quy mô, dàn dựng và nghệ thuật trình diễn độc đáo chưa từng có đã thêm một lý do khiến những người yêu Tây Bắc không thể chối từ một chuyến du ngoạn đến Sun World Fancy Bang Legend, cho dù Sapa không còn là cái tên xa lạ với họ.